Xin rất hân hoan mến chào quý vị và các bạn. Chúng tôi là Linh Mục Phaolô Trịnh Minh Thái. Du xe Trịnh Ngọc Danh. Chúng tôi hân hoan chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay trong tinh thần tươi vui, phấn khởi, xin Chúa đổi mới tâm hồn chúng ta để chúng ta được ca ngợi Chúa và đồng hành với Chúa, đón nhận lời hằng sống của Ngài qua Đức Giêsu Kitô, chính là ngôi lời nhập thể của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta đi vào việc chia sẻ Thánh Kinh với nhau như là một cách thế trong mùa Giáng sinh rất là tràn đầy ân thánh của Chúa. Chúng ta ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời hằng sống của Ngài. Xin cho dân công bố lời Chúa cho chúng ta qua bài đọc 1 của ngày hôm nay, ngày lễ Thánh Gia Thất, gia đình thánh của Đức Giêsu Kitô, Đức Mẹ, Thánh Giuse và chính Chúa Giêsu Hài Nhi. Bài trích sách Sáng Thế. Hồi đó có lời Đức Chúa phán với ông Abraham trong một thị kiến rằng: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái. Và người thừa tự gia đình con là Eliade, một người Đa Mát. Ông Abraham còn nói: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán:
Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người phán lại, dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sarah như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai và sinh con cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sarah sinh ra cho ông. Ông đặt tên là Isaac. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta trong niềm vui Giáng sinh cùng đến với nhau để xin Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta và mục vụ rao giảng lời Chúa Phaolô mới trên đài truyền hình TV luôn luôn mang lại những món quà thiêng liêng. Chúng ta thấy rằng trong mùa Giáng sinh thì chúng ta trao nhau nhiều quà lắm, phải không cha Danh? Chúng ta cũng có món quà thiêng liêng để chia sẻ cho nhau, và đây là một cái điều chia sẻ cho và nhận. Cho nên chúng tôi khẩn thiết mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong năm mới để chia sẻ cái món quà đó là lời hằng sống của Chúa. Có lẽ quý ông bà anh chị em nói, chúng tôi đi lễ, chúng tôi cũng được nghe Thánh Kinh rồi, thì tại sao lại phải nghe lại trên đài truyền hình TV qua Phaolô mới cho anh? Vâng, thực sự ra mà nói, thời buổi này quá tân tiến, quá văn minh, rồi con người chúng ta bận rộn với nhiều thứ, việc làm, rồi nuôi con, rồi đi chợ, đi búa, rồi những cái sự bận rộn khác nhau khiến cho chúng ta không có thời giờ nhiều để đi nhà thờ. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng trong một thánh lễ thì là khoảng một tiếng, rồi cái bài giảng thì nếu thánh lễ một tiếng thì bài giảng không thể nào vượt quá 10 phút được, thì nó cỡ trên dưới 10 phút. Mà 10 phút thì làm sao mà giúp cho chúng ta hiểu được mỗi bài đọc cũng như bài phúc âm trong cái tính cách gọi là học hỏi. Dĩ nhiên chúng ta có thể giảng trong 10 phút với cái tính cách homily, một bài giảng của thánh lễ, một điểm nói ra và một điểm để áp dụng, hoặc là cao lắm là 2 điểm. Tuy nhiên những buổi học hỏi như thế này, chương trình Phaolô mới cũng như kho tàng giáo hội của chúng tôi, đó là giúp cho mỗi người chúng ta đào sâu thêm đôi chút về những bài đọc, về những kinh thánh, về những ngày lễ quan trọng. Bởi vì đó là lý do mà chúng tôi có những cái chương trình như thế này. Thì thưa quý vị, thì đó, thì hôm nay chúng ta trong bài đọc 1 của sách Sáng Thế Ký, chúng ta đã nghe ngay về người tổ phụ đầu tiên của những người tin Chúa, đó là tổ phụ Abraham. Ông Abraham được đọc trong ngày lễ thánh gia của năm B này là bởi vì chúng ta hãy nghĩ rằng dòng dõi của Abraham là một dòng dõi của những người tin Chúa. Họ không có hoàn hảo, nhưng họ có đức tin nơi Chúa giống như ông Abraham. Để rồi dẫn đến ông Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Còn tất cả đều là thuộc dòng dõi của Abraham. Chính vì thế mà nhờ đức tin của cha ông chúng ta, trong cái cách nhìn của người Kitô hữu, tức là ông Abraham là tổ phụ, là cha ông của chúng ta, họ để lại đức tin cho chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta đừng có quên đi ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta, những người đã đi trước, đã không những bảo vệ quê hương đất nước của mình, đã lập công lập nước, mà các vị thánh nhân thời tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta để lại cái dòng máu đức tin. Chính vì thế mà người Việt Nam bây giờ đi đâu cũng vậy, sống đức tin rất là mạnh mẽ, thì chúng ta phải cảm ơn ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta. Vâng, và vì thế mà chúng ta thấy tổ phụ Abraham được mệnh danh là cha của những kẻ tin, cha của tất cả các tín hữu tin vào cùng một Thiên Chúa, một Thượng Đế, một đấng tạo hóa, một đấng dựng nên chúng ta, bảo bọc, yêu thương cho chúng ta sự sống. Và vì thế mà chúng ta thấy trong ngày lễ Thánh Gia Thất này, chúng ta được nghe câu chuyện của gia đình ông Abraham. Gia đình ông Abraham có hoàn hảo không cha Danh? Chúng ta nhìn lại gia đình của mỗi người chúng ta, rồi chúng ta nói, ô, gia đình tôi cũng là công giáo đó, cũng là tín hữu Kitô giáo đó, nhưng mà cũng đủ thứ gọi là hỷ nộ ái ố tùm lum hết. Chả lẽ làm sao tôi biết được đâu là thánh ý của Chúa và làm gì đối với gia đình của tôi? Thì cái gia đình của ông Abraham có hỷ nộ ái ố không cha Danh? Chắc chắn là có, trả lời ngay tức khắc.
thực sự ra đã là con người thì ai cũng có những cái khó khăn của cuộc đời, và ai cũng chiến đấu để sống đức tin, để tránh, để giữ giới răn Chúa, để sống yêu thương. Thì gia đình ông Abraham, ông Abraham, ông nổi tiếng về đức tin, rất là một người tin tưởng vào Chúa. Mà ông qua những câu chuyện mà chúng ta chuẩn bị chia sẻ trong phần này để nói lên rằng ông là người tin tưởng vào Chúa, chứ không phải vì cái điểm mạnh của đức tin ông mà nói rằng ông là người hoàn hảo. Chẳng có ai hoàn hảo cả, chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Thì trong cái bài đọc hôm nay nói về cái việc mà gia đình ông Abraham và bà Sarah chưa có con trong lúc tuổi già, thì chúng ta biết ông Abraham rất là khó xử. Ông biết là ông sắp ra đi rồi, tức là sắp về sắp chết rồi, mà lời Chúa cứ hứa cho ông một số lần rằng con ngươi sẽ sinh con, dòng dõi của ngươi sẽ đông như sao trên trời, như cát bãi biển, giống như bài đọc hôm nay, mà sao ông vẫn chưa thấy gì. Nhưng mà qua lời Chúa phán với ông trong ngày hôm nay, ông tin. Đây này, câu thứ 6, đoạn chương 15 câu 6, ông tin Đức Chúa và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Đó, và nhờ từ cái đức tin này mà dẫn ông đến những cái đức tin sau này, một vài biến cố nữa mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Vâng, thì cha Giang đang nói những cái điểm son của lòng tin của ông Abraham. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng ông cũng là con người, và ông cũng phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống, như là chưa có con, già rồi mà chưa có con. Đó là vấn đề đầu tiên. Hai ông bà, hai vợ chồng nào mà chưa có con lâu năm đó, cầu nguyện hoài mà Chúa chưa có ban cho một người con đó, thì cũng buồn lắm, cũng sầu khổ lắm, cũng gọi là tủi hổ với lại bạn bè và họ hàng thân thích lắm. Thì gia đình ông cũng không có tránh khỏi cái việc đó. Ngoài việc đó ra, ông lại dựa vào tâm tính của con người của mình mà đi vào việc liên hệ với người đầy tớ gái đó. Và Hagai là người đầy tớ gái, để rồi cố gắng có một người con, vì người vợ không cho sinh con trai được, và vì thế bà vợ cho phép ông làm chuyện này. Nhưng mà rồi câu chuyện tiếp theo là sao chị? Chúng ta mở ngoặc ở đây một tí. Vào thời xưa, kể cả những người dân của Chúa, họ coi cái việc sinh con đẻ cái là cái điều bậc nhất, quan trọng nhất. Tất cả những cái điều khác nó không quan trọng ở điều đó. Đặc bởi biệt vì là con trai để nối dõi, để nối dõi, nối dòng. Tức là một cách gọi là truyền cái đạo, truyền đức tin của mình đó. Thì chính vì thế mà chúng ta nghe những câu chuyện của ông Abraham, hay là những cái con cái của ông, cũng như là một số nhân vật rất là nổi tiếng trong Kinh Thánh, có đôi khi có nhiều vợ nữa, hoặc là đôi khi có những ăn ở với những người khác vì cái mục đích có sinh con cái. Thì thưa quý vị, chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng nó không có ghê gớm. Nhưng mà Chúa Giêsu sau này Ngài đến, Ngài với thánh hóa, nâng cái bí tích lên cái gọi là sự thánh thiện. Vâng, nhưng bên cạnh đó cho thấy rằng vì người con đó không phải là người con của lời hứa. Ishmael là con của người đầy tớ gái với ông Abraham. Rồi thì khi mà người đầy tớ gái cho ông một người con trai thì ông vui lắm. Nhưng mà không ngờ khi đó thì bà Sarah lại hục hặc, lại ghen tương, và cuối cùng là toan tính đuổi cả người tớ gái lẫn người con của người đầy tớ gái với chồng mình ra khỏi nhà, đi vào trong sa mạc sống khổ sở như thế. Thì đây là một cái điểm cho chúng ta thấy không? Một gia đình lộn xộn, một gia đình cũng đủ thứ chuyện. Và nhân vô thập toàn, ông dựa vào tâm tính của mình thay vì dựa vào lời hứa của Chúa. Đó. Và vì thế mà nó gây ra những hậu quả kèm theo. Đó, đây là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh để cho thấy rằng những điều mà Chúa hướng dẫn chúng ta phải trung thành và kiên vững. Đừng vì tâm tính của mình mà đưa ra những quyết định bồng bột mà gây ra xáo trộn trong gia đình. Và rồi tí nữa chúng ta sẽ chia sẻ về gia đình thánh gia, cũng có những cái câu chuyện khó khăn cũng giống như là gia đình ông Abraham. Tuy nhiên những nhân vật trong gia đình Nazareth đó, Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse, họ có một cái đức tin, có sự ơn lành đặc biệt của Chúa, cho nên họ khác với Abraham đôi chút. Thì trong phần tí nữa chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp về ngày lễ thánh gia, thưa quý vị.